Alo, xin chào anh em, rất là vui khi gặp lại anh em trong cái chương trình giới thiệu hàng mới về. Anh em thấy trước mặt mình á là có rất là nhiều sản phẩm DIY mới về, mà tối hôm nay mình không có livestream. Nên là mình làm video này để cho anh em xem những cái sản phẩm mới về là cái gì, và anh em nếu mà có mong muốn đặt hàng thì anh em có thể inbox trên Facebook hoặc là Zalo hoặc là điện thoại tổng đài, hoặc anh em vô website anh em đặt nha. Thì đây là những sản phẩm mới về hot nhất của thương hiệu DIY luôn. Anh em nào mà hôm nay trong chờ hàng DIY thì anh em đừng có bỏ qua cơ hội nha. Thì mình sẽ mang đến cho anh em những cái sản phẩm mà nó mới về, gồm có nè DCS 369 nè. Đây, và anh em có một cái đặc điểm nữa, có một thông tin rất là quan trọng, đó là hàng sắp tới này, cái đợt này về có khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn. Lên giá cho anh em thấy là hấp dẫn luôn. À Lâm ơi, em check giá giùm anh luôn Lâm ơi. Nè, vừa lên đây vừa báo giá cho anh em luôn rồi nha. DCS 369 nè. DCS 369 giá thì đang có chuẩn bị khuyến mãi luôn. Rồi có gì nè? Ồ, 999 anh em ơi, 999 nè. Anh em mua 999 nè, DCD 999 nè, hân máy nè, mới về lại cho anh em luôn nè. DCD 999 giá như 3.450 thì phải đó. À, rồi kèm theo nữa là có cái gì nữa đây? Đây, pin Blackphone 6A mới về theo bổ sung cho anh em luôn. Pin Blackphone 6A. Rồi, pin DIY 2A về hàng luôn. Pin 2A về hàng luôn rồi anh em ơi. Đó. Rồi còn gì nữa đây? Sạc DCB 118 nè, sạc DCB 118 sạc nhanh DIY nè. Đó, đạt nhanh DIY DCB 118 về hàng phục vụ anh em luôn. Rồi, coi còn gì nữa đây? Pin gì đây? Đây pin nữa anh em nha. Pin 5A về hàng luôn. Rồi qua luôn nè. Pin 5A nhiều quá trời luôn. Rồi máy nè anh em nha. Máy cưa đĩa DIY, DWE 561. Anh em cần gì thì cứ inbox nha. Cần gì cứ nhắn tin. Gọi điện rồi, các bạn có người hỗ trợ em luôn. Rồi. Gì ở đây? Rồi 796M2 nè, 796M2 sắp tới giá sập sàn cho anh em luôn. Giá rẻ nhất thị trường luôn. Anh em cũng còn có lăn tăn nữa. Giá rẻ nhất thị trường anh em luôn, chơi khô máu luôn. Giá 6069 giảm còn 5250. 6069 giảm cho anh em còn 5.250.000. Hỗ trợ anh em trả góp, hỗ trợ anh em re-ship nữa. Anh em thấy ưu đãi ghê chưa? Cho anh em biết giá là cho anh em biết anh em đặt mua nè. DCD 796M2 nha. Giá cái đợt này cho anh em là chơi cho anh em là sát dán luôn. Chơi là banh nóc luôn. 5.250.000. 5.250.000 hỗ trợ free ship, hỗ trợ trả góp luôn. Tiếp nè. Cái này có gì ở đây rồi? 796 nè, 796 nè. Đó. Qua luôn rồi. 99 giá nhiều lắm. 99 là 3.450 phải không? Có khuyến mãi gì không? Dạ không ạ. 99 là 3.450, giá này là hỗ trợ anh em trả góp nha, hỗ trợ anh em trả góp, hỗ trợ anh em free ship nha. Hả? Giá gì cũng rất là tốt rồi, nói chung giá thị trường cũng cả đó thôi. Rồi. Tiếp theo nó là cái gì đây? 709B1, 709B1 giá sập sàn luôn. 709B1 4.291 giảm còn 4.150. 4.291.000 giảm cho anh em còn 4.150.000. Hỗ trợ anh em trả góp, hỗ trợ anh em free ship luôn. 4.150.000 cho bộ DCD709B1, 1 pin 5A. Anh em mua về anh em xài thoải mái luôn ha. Tiếp nè. Còn gì nữa không ta? 850 đúng không? 850 chưa về. 850 chưa về. Còn gì nữa đây? Rồi 709B1, 796 với 999 nha anh em nha. Đó, nói chung là mới về cho anh em mấy cái dòng này. Anh em thích cái nào thì mua cái đó. Mình thấy con 709B1 này mua rất là vừa tiền luôn. Tầm khoảng 10 bộ. 796 là khoảng chục bộ luôn, 999 10 con. Anh em cần nào thì chạy qua mua. Ngày mai là thứ bảy ha. Anh em cứ chạy qua cửa hàng cũng có cái giá y chang vậy đó. Anh em qua cửa hàng ủng hộ anh em ở cửa hàng nha. Cửa hàng trưng bày rất là nhiều sản phẩm và anh em mua cũng hay mua thêm cái khác nữa. Ví dụ hôm nay mình thấy là mấy cái sản phẩm này nó được khuyến mãi tốt quá. Ngày mai mình mua thêm mấy cái sản phẩm khác như là mũi khoan, mũi vít rồi đó. Ủng hộ anh em ha. Ngày mai thứ bảy mà qua chơi thứ bảy chủ nhật luôn. Anh em nha. Mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.